Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm bánh bò nướng bằng chảo chống dính ha. Thì để làm cái món bánh bò này các bạn, thì nguyên liệu mình cũng có là mình cũng có một gói bịch bột bánh bò pha sẵn này các bạn. Thì phía sau này thì nó cũng có hướng dẫn mình sử dụng nước như thế nào á, cho mình làm ra được cái mẻ bánh bò nướng cho nó ngon nha. Thì mình cái gói bột bánh bò này là nó chỉ có là 400 gram thôi, nhưng mà mình chỉ sử dụng là 200 gram thôi nha các bạn. 150ml nước cốt dừa, 100g đường, và mình cũng có thêm là một ít dừa nè các bạn. Một hồi là mình sẽ nạo cái phần cơm dừa này ra và mình sẽ để vào trong bánh bò mà mình ăn nha. Với mình cũng có là 150ml nước dừa tươi, 40g đậu xanh và một ít muối. Thì trước tiên thì mình sẽ cắt cái phần bột này ra, thì mình sẽ cân là 200g thôi nha các bạn. Mình sẽ cân là 200g bột. Thì ở trong cái gói bột bánh bò này các bạn, thì nó sẽ có một cái gói men. Đặng một hồi là mình sẽ pha, thì mình sử dụng nửa gói thôi, còn nửa gói thì mình chừa lại đặng mình làm lần sau nha. Thì mình cân là tổng cộng là 200g, rồi mình sẽ để sang qua một bên ha. Tiếp đến thì mình sẽ cho cái gói men này nè các bạn, thì mình sử dụng là nửa gói thôi, mình chừa lại nửa gói nha. Rồi mình sẽ cho nước dừa tươi á, mình sẽ ngâm cái phần men này giúp cho con men của mình á cho nó nở ra. Một hồi mình sẽ lấy cái nước chén men này nè, thì mình sẽ trộn vào trong cái phần bột, thì mình sẽ quậy cái phần men với nước cước dừa tươi nè, mình sẽ quậy cho nó đều ra, rồi mình sẽ để cho nó nghỉ chừng là 5 phút để giúp cho con men của mình nó hoạt động tốt, rồi mình mới nhồi bột được nha các bạn. Men thì mình cũng đã để nghỉ là cũng được là 5 phút nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình nhồi bột luôn ha. Thì mình sẽ cho vào đây một ít muối nè, rồi mình sẽ trộn cái phần bột này, mình trộn cho nó đều lên, rồi mình sẽ cho con men này, mình sẽ cho vào từ từ các bạn. Mình sẽ nhồi cái phần bột này với lại cái nước men này á cho nó hết nha. Mình sẽ nhồi cái phần bột này á giúp cho cái bột của mình á cho nó thành lại một khối dẻo. Nếu mà các bạn thấy mà bột mà nó còn khô á thì mình sẽ cho thêm nước dừa tươi nha. Hồi nãy mình cũng có chừa lại một ít á, đằng một mình sẽ nhồi bột đó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ nhồi cái phần bột này. Mình thấy bột á nó còn khô nè, thì mình sẽ cho một ít nước dừa tươi hồi nãy mình chừa lại á. Mình nhồi cho cái khối bột này á cho nó dẻo nha. Thì mình sử dụng cái phần nước dừa nè với lại cái nước cốt dừa là tổng cộng là 400ml nha các bạn. Một hồi là mình cũng sẽ cái phần bột của mình á mà nó dẻo lại rồi thì mình sẽ đem mình ủ. Mình cho hết cái phần nước dừa tươi nè. Còn cái nước cốt dừa một hồi là mình sẽ nấu với đường. Mình giúp cho cái phần bánh của mình á nó sẽ béo cho nó thơm cho nó ngon. Cái bột này á mình làm mà lỡ có nhão cũng không sao. Một hồi có gì mình giật cái phần nước dừa lại, nước cốt dừa lại, mình cái việc là mình nhồi cho cái phần bột này á cho nó đều ra là được rồi. Bột á thì mình nhồi á mình thấy nó cũng đã được rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ủ cái phần bột này á trong vòng là nửa tiếng, sau nửa tiếng thì mình sẽ quay lại mình làm tiếp cho các bạn xem nha. Trong lúc mà mình ủ bột á các bạn, thì mình sẽ nấu nước cốt dừa nè với lại đường á cho nó tan ra. Đã một hồi bột mình được á thì mình sẽ cho đường với nước cốt dừa này vào. Mình nấu cái phần đường này á cho nó vừa tan ra thôi, mình không cần mà nấu mà nó sôi quá đâu các bạn. Thì mình cứ việc làm nấu cái phần đường này nó tan ra là được nha.
Đường thì mình nấu á, bây giờ nó cũng đã tan rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ lên nhà trên là mình sẽ lấy cái phần bột ra, rằng mình sẽ cho nước cốt dừa với đường vào trong bột của mình luôn ha. Bột thì mình ủ là cũng được là nửa tiếng nè các bạn. Đây các bạn thấy cái bột của mình á, bây giờ nó đã nổi lên rồi nè. Đây nè, nhìn nó xốp, nó rất là ngon ha. Thì bây giờ là mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa này nè. Nước cốt dừa này mình nhớ là mình cho nó còn ấm ấm thôi các bạn, đừng có cho nó còn nóng quá nha. Nếu mà nóng quá thì cái phần bột của mình á thì nó sẽ bị chết men á, thì lúc đó thì mình ủ nữa thì mình làm ra được mẻ bánh bò thì nó sẽ không có được ngon. Thì mình cứ việc là mình trộn cái phần bột này và mình cho nước cốt dừa vào á, cho vào từ từ để coi cái bột của mình á là nó đặc hay là nó lỏng như thế nào, rồi mình mới cho thêm nha các bạn. Và mình cứ việc là mình khuấy bột của mình nè, mình cứ việc mình khuấy từ từ thôi. Các bạn thấy là khi mà mình cho nước cốt dừa vào á, nó cũng có một ít bột khí lên nè các bạn thấy không, là con men của mình á là nó hoạt động rất là tốt. Và mình sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa này luôn. Rồi mình sẽ quậy cái hỗn hợp bột này nè lên cho nó đều thêm một lần nữa, rồi mình sẽ đem ủ bột thêm một lần nữa nha. Lần thứ hai mình ủ bột với các bạn là mình ủ sẽ là một tiếng. Thì trong thời gian mà mình ủ bột á thì mình sẽ đi nấu đậu xanh nè, với lại mình nạo cái phần cơm dừa đó, tặng giúp cho cái khi mà bột mình ủ xong rồi á thì mình sẽ cho bột, cho đậu xanh với dừa vào trong cái phần bột của mình nha. Đậu xanh á thì mình ngâm á, bây giờ nó cũng đã nở rồi các bạn. Thì mình sẽ cho đậu xanh vào trong nồi á, thì mình sẽ nấu đậu xanh này á, cho nó chín nha các bạn. Đậu xanh mà mình ngâm sẵn rồi các bạn, nó đã nở rồi, cho nên á là mình sẽ cho cái mực nước á cho nó vừa phải thôi, chứ mình đừng cho nước nhiều quá. Nó cho nước nhiều quá thì cái đậu xanh của mình á thì nó sẽ dễ bị nhão ha. Thì mình sẽ đậy nắp lại luôn, thì mình nấu đậu xanh này cho nó còn nguyên hạt á, thì đặng mình cho vào trong cái bánh bò của mình á thì nó sẽ vừa đẹp mắt và nó ăn thì nó sẽ có cái độ bùi bùi á, thì nó sẽ ngon hơn nha. Trong lúc mà mình nấu đậu xanh đó các bạn, thì mình sẽ đi nạo cái phần cơm dừa này luôn ha. Thì mình cũng có chuẩn bị cái nắp phén, thì mình cũng làm ra thành cái bàn nạo đó các bạn. Thì mình sẽ nạo cái phần cơm dừa này, bàn nạo cho nó có miếng sợi nhỏ như thế này là được nè các bạn ha. Và bây giờ cứ việc là mình nạo cái cơm dừa của mình thôi. Mình thích ăn cái cơm dừa á nhiều hay ít gì đó thì tùy theo sở thích của các bạn nha. Mình cứ việc là mình nạo đặng cho có cái cơm dừa, đặng cho mình ăn cái bánh bò á, cho nó tăng cái độ béo của bánh bò lên thì mình ăn thì nó sẽ ngon hơn. Ở nhà thì mình không có đồ mình chế các bạn, thì mình cũng có cái nắp phén như vậy nè, mình dùng cái cây, thế là mình sẽ có được cái đồ nạo dừa, nó vừa ngon mà nó cũng vừa tiện nữa các bạn. Chứ để nhiều khi mình ăn muốn ăn cái miếng cơm dừa mà nó có sơi á, mà cái mình không có cái mình làm bằng nhuyễn không à, thì mình ăn thì nó sẽ không có ngon bằng các bạn. Thì mình ăn á, mình có cái miếng sơi dài dài như thế này nè, mình ăn thì nó sẽ có cái độ giòn, nó rất là ngon và độ béo nữa. Thì bây giờ mình sẽ nạo cái phần cơm dừa này á cho nó hết nha. Bột á thì mình đã ủ thêm mới là được một tiếng nè các bạn. Bây giờ cái bột của mình á, bây giờ nè các bạn thấy là nó bọt khí lên rất là nhiều nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ trộn cái phần bột này lên một lần nữa để giúp cho cái bột của mình á cho nó đều nha. Các bạn thấy nè, cái bột của mình á nhìn nó rất là mịn lắm luôn. Đây. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình sẽ cho bột vào trong chảo là mình sẽ đem đi nướng bánh luôn nha các bạn. Cho một ít dầu á vào trong cái chảo chống dính của mình nè. Rồi sau đó thì mình cũng sử dụng thêm một miếng giấy nến, thì mình sẽ lan cái phần dầu này nè, mình lan đều ra. Thì mình sẽ cho bột quá vào trong chảo chấm dính của mình luôn ha. Thì mình sẽ cho vào hết trong cái chảo luôn.
Rồi sau đó thì mình sẽ rắc đậu xanh nè. Đậu xanh thì mình sẽ rắc, rắc cho nó nằm ở trên mặt như vậy nè các bạn. Mình rắc cũng tương đối thôi. Mình cứ việc là mình rắc cho nó đều hết cái phần mặt của bột của mình. Và sau đó thì mình sẽ lấy cái phần cơm dừa nè, thì mình sẽ để lên trên. Mình thích ăn cơm dừa nhiều hay ít gì đó thì tùy theo sở thích của mình nha. Cứ việc là mình gắt đại đi, nhiều thì mình ăn nó có cái độ béo và độ giòn, nó thơm nó ngon thôi chứ cũng không sao. Nhưng mà nhiều quá thì mình ăn thì nó cũng dễ bị sảm lắm các bạn. Dừa và cái đậu xanh á mình cũng gắt xong rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đi xuống, mình sẽ nướng bánh bột của mình luôn nha. Thì mình sẽ mở cái mực lửa cho nó nhỏ, thiệt là nhỏ luôn các bạn, để mình nướng bánh á, để giúp cho cái bánh của mình á nó vàng đều cho nó đẹp nha. Thì mình lại để cái mực lửa cho nó thấp, thiệt là thấp luôn. Và sau đó thì mình sẽ đặt cái chảo bột của mình lên. Và bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ nướng bánh, khi nào mà bánh nó vàng nó thơm á thì lúc đó thì mình sẽ trở cái phần bánh. Nhưng mà các bạn nhớ khi mà mình nướng bánh á là mình phải di chuyển cái chảo của mình á cho nó đều như thế này, đặng giúp bánh của mình nó sẽ vàng đều thì nó sẽ ngon và nó sẽ đẹp mắt hơn nha các bạn. Bánh bò thì mình nướng từ nãy giờ là mình cũng nghe cái mùi thơm rất là nhiều nè các bạn. Đây các bạn thấy cái bánh bò của mình á, bây giờ nó cũng đã vàng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ trở cái phần bánh bò của mình cho nó ráo cái phần mặt bên trên nữa nha. Đây các bạn thấy nè, cái ổ bánh bò của mình nè, nó lên vừa cái màu vàng rất là đẹp ha. Thì bây giờ đó là mình sẽ nướng cái bánh, cái mặt bánh bên dưới cho nó vàng cái xíu nữa, rồi mình sẽ cắt ra là mình thưởng thức được luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để nắp lại, mình sẽ nướng cái mặt bánh bên dưới này khoảng chừng 5 phút nữa là bánh sẽ chín nha các bạn. Bánh bò thì mình nướng cái mặt bên dưới á, thì mình nghe nó cũng đã thơm rồi các bạn. Thì bây giờ á, là mình sẽ bắt tiếp là mình sẽ lấy cái phần bánh bò của mình ra luôn ha. Đây các bạn thấy cái mẻ bánh bò của mình nè, nhìn nó rất là ngon lắm luôn, vàng rất là đều luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ chờ cái phần bánh bò của mình á cho nó nguội và sau đó thì mình mới cắt bánh bò ra là mình sẽ thưởng thức nha. Bánh bò thì bây giờ nó cũng đã nguội nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cắt bánh bò ra cho các bạn xem coi cái bánh bò của mình á là cái độ dẻo như thế nào nha, cái độ xốp á các bạn. Đây các bạn thấy nè, nó có cái rễ tre nhìn nó rất là đẹp ha. Và bây giờ mình cứ việc là mình cắt cái bánh bò này, mình cắt cho nó thành một miếng lớn á các bạn. Các bạn thấy nè, nó có văng văng đậu xanh lên như vậy nè, nhìn nó rất là đẹp nè ha. Bánh bò của mình á nó thơm lắm mà nó cái độ xốp nè nó rất là ngon lắm luôn nè ha. Bánh bò thì mình cũng đã cắt sẵn rồi các bạn, thì bây giờ là mình sẽ thưởng thức thôi. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì mình sẽ cắn một cái bánh bò này nè, mình xé ra thử coi cái độ xốp của bánh bò như thế nào nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy là cái độ xốp của bánh bò mình nó có cái rễ tre, nhìn nó rất là ngon lắm luôn nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử luôn coi cái độ ngọt của bánh như thế nào nha. Mình ăn cái độ bánh á nó rất là dẻo nè, và mình ăn chúng cái đậu xanh á thì mình ăn nó còn giống như là nguyên một hạt á các bạn. Thì mình ăn nó có cái độ bùi bùi của đậu xanh, nó rất là ngon. Mình ăn chúng với phần cơm dừa á thì nó có cái độ giòn và nó có cái độ béo, nó rất là vừa phải chứ nó không có bị cứng nha. Cái bánh bò của mình là nó rất là xốp lắm luôn chứ nó không có bị khô các bạn. Độ rễ tre của bánh á, nó cũng rất là ngon. Như các bạn thấy nè, đậu xanh của mình á, khi mà mình nướng lên á,
đó có nguyên một hạt như vậy nè, mình ăn thì nó có cái độ bùi bùi nó ngon lắm các bạn, chứ nó không có bị nhão cái phần đậu xanh của mình ra. Còn cái phần cơm dừa thì mình ăn nó kết hợp chung với bánh bò, mình ăn nó cũng rất là lạ, nó có cái độ giòn giòn béo béo nó ngon lắm. Thì các bạn thấy á, cái món bánh bò nướng chảo của mình á, các bạn thấy á, nó rất là đơn giản chứ nó không có cầu kỳ lắm các bạn. Thì tùy theo sở thích của mình thôi, nếu mà mình không thích ăn cơm dừa hoặc là mình không thích ăn đậu xanh thì mình cứ việc là mình làm theo cái mẻ bánh bò của mình ăn, nó cũng rất là ngon nha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.